Quý vị đang theo dõi chương trình phát hình live của Lý Sài Gòn TV trên mặt tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong phần tin bài tin tức ngày hôm nay của Thảo Yến và Hoàng Trọng Thụy. Ngày hôm qua chúng tôi có gửi đến quý vị bản tin liên quan đến chiếc áo có mùi, bởi vì anh vừa đánh Super Bowl xong thì anh chạy vào anh Tom Brady đó quý vị, tắm rửa vui mừng quá thì tháo cái áo để lên xong đi vào tắm. Tắm xong quay ra, áo nó mất tiêu rồi. Và ngay lập tức đã biến thành bản tin quốc tế luôn nữa, bởi vì Super Bowl là cả nước Mỹ nhưng mà những người Mỹ ở ngoài nước cũng xem và những ai mà thích Super Bowl cũng xem nữa. Cuộc điều tra tiến hành không biết ai lấy rồi, người ta nghi ngờ cái người mà thân nhất, rồi nghi ngờ cả những người dọn dẹp ở trong đó luôn, tội nghiệp ghê không. Rồi nghi ngờ và cuối cùng đó cái cực và cảnh sát của Texas á, họ đã đi vào và họ tìm, họ lấy hết tất cả các danh sách ai đã hiện diện đi theo, mà trong đó có một người có thể nói là một người bạn thường xuyên của Tom Brady, đó là khuôn mặt của anh chàng này. Ảnh là một trong những người đang điều hành tờ báo mang tên OEM Mexico, thưa quý vị, một tờ báo cũng có những cái trang lá cải nữa, nhưng mà đây là tờ báo bán chạy nhất của Mexico và họ có tiền để gửi nhân viên. Và cái người này đó rất là mê Super Bowl và những nhân vật nổi tiếng, bởi vì chúng ta thấy đó, không những chụp hình với Tom Brady mà anh chàng này chụp hình với những cái nhân vật mà Super Bowl khác nữa, đây các cầu thủ khác, và anh rất nhiều bức hình từ 2006 luôn, mê Super Bowl lắm. Và hầu như tất cả các Super Bowl anh đều bỏ ra bao nhiêu ngàn đô la, giá rẻ nhất cũng 4-5 ngàn đô la đó. Và tờ báo cũng gửi đi để tường trình. Nhân vật này tên là Ortega và chính là người đã lấy chiếc áo của Tom Brady, giấu mất tiêu luôn. Mauricio Ortega, former director của tờ báo La Prensa. Vâng, chủ bút chủ nhiệm của tờ La Prensa, một chi nhánh của OEM, hệ thống báo chí lớn nhất của Mexico, giờ đây là suspect. Hiện nay thì anh Tom Brady nói có thể là anh không có chart. Bởi vì cảnh sát có chart hay không thì ăn thua Tom Brady, bởi vì ít nhất cũng là bạn của mình. Có thể là Tom Brady sẽ không có press charge nhắm vào Ortega. Nhưng mà sau khi cái chuyện này đã xảy ra thì FBI đã nhúng tay vào, lý do là một tài sản của một nhân vật nổi tiếng của Hoa Kỳ lại được tìm thấy ở Mexico. Chiếc áo này đã gửi từ Mexico, gửi trả về cho Tom Brady. Vào chiều hôm qua anh đã đón nhận chiếc áo, vẫn còn mùi hôi của anh ở trong trong tay của mình. Và họ nói rằng chiếc áo này còn nguyên vẹn hết, chưa có được rửa gì hết, mà thậm chí không nên rửa, bởi vì cái vết nhầu, cái vết cỏ, những cái trên, nghĩa là nhầu nát trên vẫn còn nguyên, cảnh sát nói. Cho nên họ đã xác nhận được chiếc áo này là chiếc áo nguyên thủy, không phải là chiếc áo giả, bởi vì chiếc áo giả nhìn là thấy liền, đúng không ạ? Và đó là một, cũng là một cái nhục nhã. Ortega ngày hôm nay đã rời khỏi tòa báo rồi, anh và chưa biết được có truy tố hay không. Trong khi đó thì trong cuộc một lần nữa gặp gỡ với các thành viên và cử tri của mình, Tổng thống Trump tuyên bố là nếu mà cải tổ y tế Ryan Care hoặc là Trump Care mà không thông qua đó thì là không có cái chuyện giảm thuế. Thì thực sự mà nói, giữa cái chuyện giảm thuế với cái chuyện mà có bảo hiểm á, người Mỹ thì họ muốn có cả hai, phải không ạ? Như thời ông Obama, tức là họ có một cái bảo hiểm tốt mà thuế thì đừng có đóng quá nhiều. Ông Trump ông nói rằng là nếu mà quý vị muốn có bảo hiểm mà thuế thấp á, thì là hãy đồng ý để ủng hộ cái kế hoạch này. Còn nếu mà quý vị không muốn á, thì không có bảo hiểm mà thuế lại không có giảm nữa. Đó, cho nên ông nói rằng là đó là những cái chỉ dấu ông nói. Và hôm nay theo bản tin ghi nhận được, ông đã vận động được đủ số phiếu 216 để nếu cái dự luật bỏ Obamacare này được đưa đến sàn Hạ viện Hoa Kỳ sẽ được thông qua, thưa quý vị. Thông qua có thể là vào ngày thứ 5 này đây,
là sẽ được đưa ra để bỏ phiếu. Tuy nhiên, cái chuyện thông qua ở Hạ viện không đơn giản là đến Thượng viện được thông qua, bởi vì Thượng viện, cái con số khác biệt giữa thành viên Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa nó khít khao hơn. Chỉ cần một thành viên của Đảng Cộng Hòa mà bỏ chạy sang phía Đảng Dân Chủ để chống lại cái bảo hiểm này thì xem như là chết tại chỗ. Cho nên bây giờ mình đang chờ đón và cái dự luật bảo hiểm của ông Trump đưa đến sàn Hạ viện và sau đó sẽ được đưa lên Thượng viện. Và đến Thượng viện đó, thì bắt đầu sẽ tranh cãi dữ dội lắm và họ muốn thay đổi hơn nữa. Thực sự thì cho đến giờ phút này phía ông Paul Ryan cũng đã sửa đổi một số các điều khoản đóng góp thêm cho những người nghèo và người già sau 60, bởi vì đây là hai thành phần sẽ phải đóng bảo hiểm và có nguy cơ mất bảo hiểm y tế nhiều nhất. Và sau khi đã thương lượng qua lại được, họ đã thu hút được một số các thành viên ôn hòa của Đảng Cộng Hòa đồng ý để bỏ phiếu nếu như thay đổi một cái điều khoản đó, cho thêm khấu trừ thuế. Thay vì ngày xưa là 4.000, có thể bây giờ họ sẽ được bằng với cái mức thuế của ông Obama lên tới 9.000 Mỹ Kim cho người sau 60, và những người có lợi tức thấp vẫn được khấu trừ thuế và mua bảo hiểm rẻ. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó ở San Francisco thì có hai người, một nam một nữ, cách đây khoảng 3-4 tuần đã phải nhập viện sau khi mà uống trà mua từ một cái tiệm thảo dược ở khu phố tàu người Hoa ở San Francisco, thưa quý vị. Nhưng mà đến chiều ngày hôm qua thì giới chức y tế thông báo là nạn nhân nữ đã qua đời. Vâng, uống trà mà chết luôn đó hả? Vâng, thì cái vấn đề đây đó, trà made in China trừ Trung Quốc. Wow. Nói vậy cũng hơi oan thôi. Hơi oan. Thưa quý vị, nạn nhân nữ được xác định là bà Du, người Trung Quốc, 56 tuổi, nhập viện từ hồi tháng 2 do bị ngộ độc. Còn người đàn ông là thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, nhập viện từ hồi đầu tháng này. Nhưng may mắn là anh đã bình phục và đã được xuất viện nên danh tính không được công khai. Cái lý do mà cả hai nhập viện là vì có triệu chứng bị ngộ độc nặng chỉ trong một vài giờ sau khi mà uống trà thảo dược mua từ một cửa tiệm có tên là Sing Wing Wo ở khu phố tàu ở San Francisco. Đó thì là trà Trung Quốc phải không? Nhưng mà cái lý do là, thưa anh, là cái mẫu trà này sau khi được xét nghiệm đó, tìm thấy chất aconite là một cái chất rất là độc, có ở trong một cái loài cây, loài hoa, thưa quý vị, nhìn rất là đẹp, màu tím. Chúng tôi không biết tiếng Việt là gì, nhưng mà tiếng Mỹ gọi là monk's hood. Thì giới chức y tế họ nói là từ trước đến nay đó, cái loại trà mà của Đông y đó vẫn sử dụng cái aconite, cái loại cây này, nhưng mà với cái liều lượng rất là ít thì dùng cho những cái bệnh nhân mà bị đau đau người mình mẩy hoặc là giảm sưng, giảm đau, thưa quý vị. Thì nếu mà dùng tỷ lệ nhỏ thì không sao, nhưng mà hai cái người này rất là xui là họ uống phải và cái lượng có aconite rất là lớn, cho nên là người phụ nữ đã qua đời. Hiện thì các nhân viên sở y tế đã thu giữ sản phẩm này của cửa tiệm Sun Wing Wo và phải yêu cầu cửa tiệm là cung cấp thêm thông tin là nguồn gốc cái sản phẩm đó, này từ đâu đến. Từ Trung Quốc. Thì có thể họ tự hái bên này, họ tự xây nghiền. Ở đây không có. Nó tất cả Trung Quốc qua hết rồi. Vâng, thưa quý vị, giới chức y tế ở San Francisco họ khuyến cáo là từ cái tin tức này, những ai hay uống trà thảo dược đó thì nên cẩn thận, thưa quý vị. Không có mua trà từ cái tiệm này. For sure rồi. Phải không? Vâng. Và bây giờ những cái tiệm khác xung quanh, bởi vì cái con đường này tiệm bán dược thảo nhiều lắm, nhất là trà nữa. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, quý vị nha.